Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên liên tục tăng, xuất hiện ở những nơi tập trung đông người như trong trường học và tại chợ. Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đã được thành phố triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân lơ là chủ quan. Điều này khiến cho nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát khi Tết Nguyên đán đang cận kề. Kiosk này thì đã phải đóng cửa ngay sau khi mà tiểu thương có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Điều này thì đã gây nên nhiều lo ngại khi mà dịch bệnh thì đã xâm nhập vào những nơi tiềm ẩn và tập trung đông người như là tại các chợ truyền thống. Tết Nguyên đán thì đang đến rất gần rồi và nhu cầu mua sắm của người dân thì tăng cao. Vậy thì thành phố sẽ có những giải pháp như thế nào để kiểm soát tốt dịch bệnh trong dịp này? Ngay trong ngày 12 tháng 1, trên 800 tiểu thương tại chợ Vĩnh Yên đã được xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả âm tính. Các hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường. Nguy cơ đã hiện hữu. Bên cạnh đa số có ý thức chấp hành thì nhiều tiểu thương vẫn chẳng mảy may và dường như còn xem nhẹ nguy cơ dịch bệnh. Từ giờ đến Tết thì đối với lại các cái hộ tiểu thương ấy thì anh em chúng tôi này sẽ tổ chức cho cái tổ phòng chống COVID của chợ là sẽ đi kiểm tra thường xuyên đối với các hộ kinh doanh ở trong chợ. Nếu hộ nào không đeo khẩu trang thì sẽ cho đóng quẩy và cho ra về luôn. Lớp 6A7, trường Trung học cơ sở Vĩnh Yên là lớp duy nhất phải nghỉ học sau khi ghi nhận có học sinh dương tính với COVID-19. Do có sự chuẩn bị từ trước nên công tác truy vết diễn ra nhanh. Phối hợp với phụ huynh học sinh tiến hành xét nghiệm cho trên 1.400 học sinh nhà trường. Công tác dạy và học không bị gián đoạn. Để đảm bảo cái không có F0 trong trường học thì cũng phải phối kết hợp với phụ huynh học sinh và siết chặt hơn nữa các cái kỷ cương của học sinh cũng như là thầy cô giáo. Còn nhà trường thì vẫn thường xuyên phải tiến hành kiểm tra test nhanh đối với những không những đối với 5% học sinh với giáo viên theo quy định mà còn phải test đối với tất cả các em học sinh có cái biểu hiện mệt ốm đau hoặc là những cái thầy cô giáo có biểu hiện mệt mỏi ốm đau hàng ngày. Từ thực tế những ca F0 liên tục tăng, thành phố Vĩnh Yên đã thành lập những đoàn kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại các địa phương, cơ sở điều trị với công suất trên 400 giường bệnh đã sẵn sàng để ứng phó trong trường hợp số ca mắc tăng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Thời gian tới, đặc biệt là trước Tết, trước, trong và sau Tết, thì chúng tôi sẽ phải tập trung chỉ đạo là rà soát và lên cái lịch trực cụ thể cho tất cả các ban chỉ huy, trung tâm chỉ huy các cấp, đảm bảo 100% quân số đối với lực lượng phòng chống dịch. Thế và cùng với đó thì thành phố cũng đã chủ động để thiết lập và thí điểm các cái điểm tư vấn về dịch COVID ở các cái điểm công cộng ở các xã phường. Giải pháp đã có, triển khai quyết liệt, những ý thức và sự chủ động của người dân mới là giải pháp căn cơ hiệu quả nhất để chung sống an toàn trước dịch bệnh. Chương trình là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2022, tổng số ca nhiễm 5.390, tổng số ca bình phục 3.526, số ca tử vong 7, số ca nhiễm trong ngày 247, trong đó 17 ca trong khu cách ly, 180 ca tại cộng đồng, 50 ca cách ly tại nhà. Số bệnh nhân đang theo dõi và điều trị 1.857. Số trường hợp F1 hiện đang cách ly 5.224. Số trường hợp đang cách ly tập trung 2.575. Số trường hợp đang cách ly tại nhà 3.708. Số trường hợp đi về từ vùng dịch trong ngày 31. Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 1.832.612 mẫu. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đặc biệt tại thành phố Hà Nội, trung bình gần 3.000 ca mắc mỗi ngày. Hàng ngày, dòng người di chuyển từ thành phố Hà Nội về Vĩnh Phúc với số lượng lớn dẫn tới số ca mắc mới tăng cao, gây quá tải hệ thống y tế. Để thực hiện tốt việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố
tăng cường thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động không đi ra ngoài tỉnh và đến khu vực có nguy cơ cao khi không thực sự cần thiết. Trường hợp do nhu cầu phải di chuyển, yêu cầu thực hiện nghiêm 5K. Đồng thời trước khi trở về tỉnh, phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Đối với người đến về Vĩnh Phúc từ khu vực nguy cơ cao, các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt là thành phố Hà Nội, khi đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch, cần thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính. Yêu cầu người dân liên hệ với Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú để khai báo y tế và vận động người dân tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước khi trở về để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, hàng xóm và cộng đồng. Nghiêm cấm tổ chức ăn uống, hội họp, gặp mặt, liên hoan cuối năm, tổ chức mừng thọ, mừng xuân đông người dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đủ số mũi khi có thông báo. Trường hợp chưa được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, liên hệ và đăng ký với Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nơi lưu trú để được hướng dẫn và tổ chức tiêm theo quy định. Yêu cầu toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh tăng cường giám sát, thông tin tố giác các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.